Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo của mình. Thì vào lúc này khi mà thủy triều đang dâng lên thì có một chiếc xà lan đang đi ngược dòng chảy để thoát ra khỏi cống nha bạn. Các bạn có thể thấy là có vài con cá nằm trong lưới khi mà lưới được kéo lên khỏi mặt nước nha bạn. Áp lực nước lúc này tương đối là mạnh nên chiếc xà lan này không thể thoát ra khỏi cống. Bạn đại công đành phải điều khiển xà lan lùi lại nhé bạn.
Các bạn hãy đón xem coi chiếc xà lan lớn này có thể thoát ra khỏi cái cống được hay không nha.
chiếc xà lan này cần phải di chuyển chậm để tránh va chạm ở cửa cống nha bạn.